Dạ vâng, Nguyễn Long lại xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh và số điện thoại của Nguyễn Long là 0973 126 389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật đấu giá và được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp từ bên Nhật rồi gửi về Việt Nam. Vâng, và tiếp tục hôm nay trong video này, Nguyễn Long lại xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Road Carbon thuộc phân khúc cao cấp quý vị nha. Vâng, và nó mang thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Vâng, đó chính là chiếc Trek ạ. Vâng, và chiếc Trek này sở hữu cái model đó là Emonda SN5 quý vị nha. Vâng, cấu hình đó là OCLV Carbon 500. Nó sở hữu cấu hình một cặp bánh nguyên zin theo xe, chạy bạc đạn cối nổ quý vị nha. Vâng, cặp bánh Bulldozer đấy ạ. Chạy khá là tuyệt vời. Và cái cấu hình khung sườn thì là sở hữu cái cấu hình đó là khung sườn carbon cùng với lại thông số đo thì là dòng ngang là 52 và dòng đứng là 43 quý vị nhá. Vâng, tương đương là theo quy ước của nhà sản xuất đó là size 52. Vâng, sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m65-66 trở lên đến 1m8 trở về, chạy sẽ khá là ok ạ. Vâng, và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Trek Emonda SN5 carbon này để quay chi tiết hơn rồi là quý vị cùng theo dõi. Như thường lệ, Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo chi tiết lại cái thông số dòng ngang dòng đứng cho quý vị xem là có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị có thể thấy dòng ngang là 52 quý vị nhé, và dòng đứng thì nó là 43. Đấy, đều nó đo tâm đấy ạ. Vâng, và theo như quy ước của nhà sản xuất thì nhà sản xuất cũng đã có ghi rất là rõ ở trên phần khung sườn này rồi, đó là size 52 quý vị nhé. Đó, và nó sở hữu một cái chiều dài bô tăng, đó là bô tăng 9 phân rưỡi quý vị nhá. Đó, 9 phân rưỡi. Vâng, tương đương sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m66 trở lên đến 1m8 trở về, chạy sẽ khá là ok ạ. Dạ vâng. Trek là một cái thương hiệu rất là đình đám, rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới quý vị nhá. Vâng, và đặc biệt ở Việt Nam mình. Vâng, rất nhiều quý vị hâm mộ Trek và BNG đúng không ạ? Đó, và model của chiếc Trek này thì đó là Emonda. Đây quý vị thấy ạ, Emonda. Đó, model là Emonda SN5 quý vị nhá. Sở hữu cấu hình như là OCLV carbon 500. Đó, một cái model khá là cao cấp đấy ạ. Đấy, quý vị thấy là đời cao đấy quý vị nhá. Đấy, khung sườn là dây đi âm hết. Đấy, quý vị thấy nếu như quý vị nào mà nâng cấp lên nốt cái dàn đầu này là dàn đầu ghi đông carbon liền thì là cái phần dây này nó sẽ âm toàn bộ hết đấy ạ. Trông sẽ rất là đẹp quý vị nhá. Và đánh giá tổng thể về hình thức của cái chiếc Trek Emonda SN5 này thì nó cũng còn là tương đối là khá là đẹp, khá là sạch sẽ đấy quý vị nhá. Đó, nói chung là nó cũng có những cái vết xước trong quá trình sử dụng hàng ngày, nhưng cơ bản độ mới của nó thì cũng còn là khá là ok. Sở hữu một cái tông màu nước sơn, đấy quý vị thấy ạ, đen xanh và trắng phối kết hợp, rất là đặc sắc quý vị nhá, rất là đẹp. Nước sơn là nước sơn bóng, cho nên là quý vị cũng rất chi là dễ vệ sinh và lau chùi chiếc xe. Vâng, đây là phần càng trước. Vâng, cũng có một vài những cái vết xước ngoài da quý vị nhá, trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đấy thì đấy. Đấy, nhưng mà cơ bản thì cũng không có cái gì đáng kể về mặt hình thức cả. Đấy, rất là ok quý vị nhá. Đấy, phần khung thân trên. Đấy, quý vị thấy. Đấy, khá đẹp quý vị nhá. Đó. Phần thân đứng. Đấy, quý vị thấy quy ước nhà sản xuất là size 52. Đấy, quý vị thấy rất ok đúng không ạ? Vâng, khung sườn đời cao và quý vị nắp group điện thì quý vị cũng sẽ đi từ đây ra quý vị nhá. Đấy, nó cái lỗ này nó sẽ chung với dây group điện và group cơ. Vâng, kế thiết biến ở dưới đây, quý vị sẽ thấy ngay ạ. Vâng, tem made in Taiwan. Đó, quý vị thấy. Vâng, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm nha quý vị nhá. Kế tiếp đến nữa đó là đây là chứng chỉ UC của Trek. À, cho nên là nó đạt một cái tiêu chuẩn chất lượng cực kỳ cao cấp quý vị nhá. Đó. Rồi kế đến ở đây là các cái thông số của nhà sản xuất. Đấy quý vị thấy ạ. Đó. Emonda SN5 quý vị nhá. Và đây là một cái chi tiết nhỏ nữa, một cái chi tiết cũng rất chi là cần thiết quý nhá, đó là cái bộ phận mà chống trượt xích vào phía trong. Vâng, rất là tốt đúng không ạ? Đó, kế đến là cái phần thân chính. Đấy quý vị thấy ạ, mà bản chữ logo của hãng rất là to, rất là đẹp quý vị nhá. Logo Trek nhìn rất là đẹp, rất là dễ nhận diện thương hiệu. Đó, kế tiếp đến là cái phần đuôi càng sau. Đấy, đuôi càng sau phía bên trên cũng có một vài những cái vết xước bình thường trong quá trình sử dụng hàng ngày quý nhá. Đấy, nhưng mà cơ bản nó cũng không có cái vấn đề gì về mặt hình thức lắm cả. Đấy quý thấy ạ. Đó. Cũng khá là ok đấy quý nhá. Phần càng dưới. Đấy quý thấy. Kế tiếp với cái phần vế bên trái của chiếc xe. Đấy, phần đuôi càng sau phía bên trên. Đó quý thấy, cũng có những cái vết một vài cái vết xước rất là bình thường thôi quý nhá. Đó, trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đấy, những cái vết xước bình thường thôi, không có gì đáng kể lắm về mặt hình thức cả. Đó. Đấy, vì thấy tổng thể mọi thứ thì cũng tương đối cũng còn khá là ok. Đấy, phần đuôi càng sau về bên dưới. Đấy, quý vị thấy khá là ok quý vị nhá. Phần khung thân đứng này. Đấy. Mặt trên của chiếc khung.
Đấy, thấy rất ok đúng không ạ? Đó. Mặt đầu của chiếc khung. Đấy, thấy ạ, logo nổi của Trek rồi nhá. Đó, rất là dễ nhận diện thương hiệu. Đó. Vâng, chiếc xe thì sở hữu hệ thống dây đi âm sườn quý vị nhá, cả dây phanh và hai dây đề đều đi âm hết. Đó. Thế bên là phần càng trước. Đấy, quý vị thấy ạ. Đấy, khá đẹp đấy quý vị nhá. Đó. Tiếp bên là mặt khung thân chính này. Đấy quý vị thấy ạ. Rất là ok đúng không ạ? Đó. Đấy quý vị thấy. Rất ok quý vị nhá. Tiếp đến là cái phần gầm của chiếc xe. Đây phần gầm chiếc xe đây. Đấy cũng khá đẹp đấy quý vị nhá. Đấy. Đó quý vị thấy ạ. Vâng. À, dưới gầm chiếc xe là quý vị sẽ thấy ngay đây. Đây là phần mã vạch mã số khung của nhà sản xuất quý vị nhá. Đó, tem chìm đấy ạ, tem chính hãng đấy ạ. Vâng, và kế đến là phần dưới gầm chiếc xe. Đấy quý vị thấy cũng còn rất là sạch sẽ rồi nhá, rất là đẹp. À, xung quanh giò dĩa cũng vậy. Nói chung là không có vết cháy xước nào lớn đáng chú ý đâu ạ. Đấy, độ mới còn rất là tốt quý vị nhá, rất là cao. Đó, mã vạch mã số khung của nhà sản xuất này. Rồi thì kế tiếp lên trên đây. Đây là quý vị thấy ạ. Tem made in Taiwan. Đấy quý vị thấy, chứng chỉ UC của nhà sản xuất. Đó. Đấy, kế tiếp đến là cái các cái thông số của nhà sản xuất đấy, Emona SN5 OCLV carbon 500. Đấy, đặc biệt là những cái tem made in Taiwan và chứng chỉ UC đây quý vị nhá. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái chất lượng của cái chiếc xe Trek Emona SN5 carbon này. Và Nguyễn Long cũng thì cũng luôn luôn là xin cam kết chiếc xe nó hàng chính hãng quý vị nhá. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm ạ, không phải lo lắng gì về hàng fake, hàng nhái, hàng copy đâu ạ. Vâng, và kế tiếp đến đó là bộ phận dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên thì là đều là nguyên zin hết của xe quý vị nhá, và đều là bằng nhôm siêu nhẹ. Đây quý thấy là bô tăng đấy ạ. Đấy, bô tăng Bulldozer. Đấy, quý thấy chữ Bulldozer quý vị nhá. À, logo của Bulldozer này. Đó, ghi đông cũng là Bulldozer. Đấy, quý thấy logo đấy ạ, logo của Bulldozer của hãng đấy quý vị nhá. Và đều là bằng nhôm siêu nhẹ. Đấy, quý thấy chén cổ nó nguyên zin của xe. Đó. Mọi thứ khá là ok quý vị nhá. Đó, khá đẹp. Đấy, quý vị thấy ạ. Đó. Tổng thể khá đẹp quý vị nhá. Vâng, từ cọc yên cũng là nguyên zin theo xe và cọc yên cũng là bằng nhôm siêu nhẹ. Kế tiếp đến là chiếc yên. Chiếc yên thì cũng là nguyên zin chính hãng theo xe quý vị nhá. Đều là yên của Trek, của Bulldozer. Đây quý vị thấy ạ, cái dòng chữ Bulldozer nó sẽ nằm ở đây. Đấy, quý vị thấy ạ, Bulldozer. Đấy, Bulldozer Muncho. Đấy, quý vị thấy nhá quý vị nhá. Rất đẹp. Đấy. Yên này cũng còn rất là mới. Đấy, quý vị thấy rất êm quý vị nhá. Hai bên hông là không có bị chày bị rách gì đâu ạ. Đấy, độ mới còn rất là cao. Rất đẹp đây quý vị nhá. Ngồi rất là êm ái. Đó, và có rãnh thoát khí lớn ở giữa đây quý vị nhá. Cho nên là quý vị rất chi là thoải mái khi đạp đường dài. Đó, yên còn rất đẹp quý vị nhá. Dạ vâng, như vậy là khung sườn carbon, dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên cùng với lại chiếc yên, tất cả đều là những cái phụ kiện vẫn là nguyên zin của xe quý vị nhá. Và dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên thì đều là nhôm siêu nhẹ. Đó, và tất cả đều vẫn là nguyên zin của xe. Và tổng thể hình thức thì quý vị cũng thấy rồi đúng không ạ? Vâng, nó cũng còn là khá là đẹp quý vị nhá. Vâng, có những một vài những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Thế nhưng mà cơ bản thì cũng còn là khá là ok rồi quý vị nhá. Vâng, kế tiếp đến thì đó là bộ chuyển động mà đang trang bị trên chiếc Trek carbon này. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ chuyển động, đó là Shimano Group Kit 105R7020 quý vị nhá. Vâng, chạy phanh đĩa dầu. Và sau đây là chi tiết từng bộ phận. Đây là phần tay nắp phía bên phải. Đấy, đây tay nắp phía bên phải. À, cũng có xước nhẹ một chút xíu đây quý vị nhá, ở những cái phần đầu lắp chụp đây. Đấy, một chút xíu ở cái phần cần gạt. Thế nhưng mà cơ bản thì cũng còn khá là ok, cũng không đáng kể gì về nhiều về mặt hình thức đâu ạ. Đấy, quý vị thấy. Đấy, cũng khá đẹp đấy quý vị nhá. Những cái chút xước rất là nhẹ nhàng cơ bản thôi, không có đáng kể gì đâu. Tiếp đến là cái phần tay nắp phía bên trái. À, tay nắp bên trái cũng khá đẹp quý vị nhá. Cũng chỉ có xước rất là nhẹ nhàng một chút xíu ở cái phần cần gạt đấy thôi quý vị nhá. Đấy, còn cơ bản thì cũng còn rất là ok, rất là đẹp. Đấy, quý vị thấy ạ. Đó. Tiếp đến là phần cụm phanh trước Shimano 105 R7070 quý nhá, chạy đĩa dầu đấy ạ. Đĩa Shimano made in Japan. Đó. Hình thức còn rất đẹp quý vị nhá. Không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý đâu ạ. Tiếp đến là cụm phanh sau. Đều là Shimano 105 7070 quý vị nhá. Chạy phanh đĩa dầu made in Japan đấy ạ. Đĩa Shimano made in Japan quý vị nhá. Đồng bộ theo xe. Đó. Kế tiếp đến là cái phần gạt níp. Đây quý thấy là cụm phanh đĩa đấy, cụm phanh dầu đấy, 7070. Đó, gạt níp Shimano 105. Đó. Cũng có xước nhẹ trong quá trình dụng hàng ngày quý nhá. Là những cái vết xước nhẹ bình thường đây. Không có gì đáng kể lắm đâu ạ. Nói chung là hình thức thì cũng còn tương đối khá là ok.
Đó, đấy. Chữ logo của hãng là vẫn còn nguyên zin đấy quý vị nha. Đó. Không có đáng kể gì nhiều về mặt hình thức cả. Đấy, quý vị thấy. Kế tiếp đến là cái phần chiếc níp. Vâng, chiếc níp thì cũng là Shimano 125R7000 quý vị nhá, và sở hữu thông số nó là 1130. Vâng, đối với cái cấu hình này thì quý vị cũng có thể vừa kết hợp chạy đường trường và vừa kết hợp neo đồi được quý vị nhá, với cái thông số 1130 này. Đó, và níp và sên thì còn rất là đẹp. Đấy, thấy răng níp và sên vẫn còn rất là đẹp quý vị nhá. Răng thì rất là vuông. Nên là quý vị còn sử dụng rất là tốt đấy ạ. Tiếp tới là cái sên. Vâng, chiếc sên thì Shimano Made in Japan, đồng bộ theo group. Kế tiếp đến là giò dĩa. Vâng, giò dĩa thì cũng là nguyên zin theo xe quý vị nhá. Xin lỗi ạ, nguyên zin theo bộ group, đó là 105R7000, sở hữu có thông số đó là 5034. Gạt đĩa cũng là 105 hết đây quý vị nhá. Và tổng thể hình thức đây quý vị thấy ạ. Nói chung là nó cũng còn khá là ok quý vị nhá. Không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý đâu ạ. Đó quý vị thấy. Còn rất là ok. Đó, chỉ có một vài những cái vết xước nhỏ bình thường nông mèo thôi, trong quá trình sử dụng đạp xe hàng ngày là bụng của người đạp bụng giày là cái gót giày, cái bụng giày của người đạp nó có thiên hướng là hướng vào trong, cho nên nó có một vài những cái vết xước nhỏ thôi quý vị nhá, bình thường. Đấy, không có đáng kể gì nhiều về mặt hình thức cả. Đó quý vị thấy. Cơ bản là còn khá là ok. Và đây là độ co giãn của chiếc sên. Đó quý vị thấy ạ, cũng rất là ôm và khít quý vị nhá, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái tuổi thọ sử dụng. Đó, còn rất là tốt, rất là lâu dài. Vâng, đây là phía sau giò dĩa. Đấy, quý thấy ạ, cũng không có vết chày nớ nào đã đáng chú ý đi đâu quý nha. Đó. Kế tiếp đến, đây quý thấy ạ, đầu giò dĩa. Đấy, còn khá là ok ạ. Đấy quý thấy. Vâng, và chiếc xe thì đang sở hữu một cặp bedan cá cũng là của Shimano quý nhá. Vâng, của Nhật, rất là tốt đúng không ạ? Rất là bền. Đấy, Shimano R550. Vâng, rất là chắc chắn quý nhá. Đạp rất là chắc chắn và chắc chân. Đấy, nói chung là rất là bền đấy ạ. Kế tiếp đến là cái giò dĩa phía bên trái. Vâng, đều là Shimano 105 quý vị nhá. Đồng bộ theo group. Đó, cũng có xước một vài cái vết xước nhẹ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Thế nhưng mà nói chung là cũng không có gì đáng kể lắm về hình thức cả. Đó, quý vị thấy. Đây phần đầu của giò dĩa đây. Đấy, mọi thứ khá là ok đấy quý vị nhá. Vâng, bedan cá Shimano R550. Đó. Cặp bedan này cũng khá là giá trị đấy quý vị nhá. Và rất là bền nữa. Dạ vâng. Kế tiếp đến là cái cặp bánh mà đang trang bị trên chiếc Trek Emona Carbon này. Thì chiếc xe đang sở hữu một cặp vành là nguyên zin theo xe quý nhá. Đều là cặp vành của Bulldogger. Đó, quý thấy ạ, cặp vành của Bulldogger. Đây. Đó, Bulldogger đây quý vị nhá. Đấy, đùm bánh sau này. Chạy bạc đạn cối nổ cam dẹt quý vị nhá. À xin lỗi, bạc đạn cối nổ thôi ạ. Và nó là sản xuất tại Made in Taiwan. Đây quý thấy ạ. Đấy, Made in Taiwan đấy quý nhá. Đó. Bạn lùi đùm bánh trước. Đấy quý thấy, chạy bạc đạn cối nổ quý nhá. Và đều là Made in Taiwan. Đó quý vị thấy. Cấu hình của những cái cặp bánh này đó, đều là chạy made in Taiwan cả. Đây quý thấy ạ. Chất lượng rất là cao cấp quý vị nhá. Đó. Và tất cả các cam thì đều là còn nguyên zin. Đấy, đồng bộ hết cả trước cả sau. À, chưa hề có bị thay thế cặp một chiếc cam nào đâu ạ. Đấy. Đó, và cặp vỏ thì là vỏ đằng sau là của Bulldogger R2. Còn vỏ đằng trước đó, thì là người chủ người ta đã thay thế sang một cái chiếc vỏ mới đó, và hai protection. Đấy, vậy đấy. Cặp vỏ đằng trước thì còn rất là đẹp đấy quý vị nhá. Tông màu là đen sọc xanh. Đó, không có bị dạn chân chim đâu ạ. Đấy, còn sử dụng rất là tốt quý vị nhá. Đấy, vỏ đằng sau thì là vẫn của nguyên của xe Bulldogger R2 và vẫn còn sử dụng rất ok đấy quý vị nhá. Đấy, vị thấy. Cũng không có bị dạn to đâu ạ. Không có dạn chân chim đâu quý vị nhá. Còn sử dụng rất là tốt. Đấy, và sau đây Nguyễn Long sẽ test lại một chút về cái âm thanh tiếng cối nổ cũng như là cái độ trớn của cặp bánh này ở gần. Đây, để cho quý vị nghe qua một chút ạ. Vâng, nói chung là độ chới của nó thì rất là tốt quý vị nhá, rất là mượt. Đấy, đấy ạ. Và âm thanh tiếng cối nổ thì nghe rất là thanh. Đấy, đấy, rất chớn đấy quý vị nhá. Đó. Rất mượt mà đúng không ạ? Đấy, đấy. Vâng, phanh phui rất ngon quý vị nhá. Không hề có bị tiếng kêu ken két đâu ạ, đúng không ạ? Vâng, và đây là trục bánh sau. Đấy, rất là đặc biệt quý vị nhá, có một cái thiết bị đó là mở kèm theo bánh, đó là cái trục, đây là cái tay ti bật này, nguyên zin của hãng đấy quý vị nhá, đó đây là nguyên zin của hãng này, đó đây là của Bulldogger đấy. Đấy, và cái trục này là trục khi mình gắn cái này vào nó sẽ gắn dính ở trên đây, đấy là khi quý vị mở cả trục trước cả trục sau quý vị nhá, đó, rất là tốt đúng không ạ? Đấy, quý thấy, gài vào rất là chắc chắn đấy ạ, đó, nó rất là mút đấy quý vị nhá, nguyên zin theo xe. Đấy, trục bánh trước. Đấy, nó thiết kế đều là thiết kế khí động học, tức là thiết kế phẳng theo mặt của khung đấy ạ, cho nên là cái lực cản không khí được giảm xuống tối ưu rất là tốt đấy quý vị nhá. Vâng, kế tiếp đến là cái phần phụ kiện mà người chủ có để lại
Đấy, kèm theo trên chiếc xe check carbon này thì đầu tiên đó là một cái chiếc chuông các bạn nhá. Vâng, một chiếc chuông xe. Đó, kêu rất là thanh. Chiếc chuông con hiệu con mèo hiệu cắt tây ạ. Vâng, rất là thanh các bạn nhá, rất là bền. Đó. Kế tiếp đến là cái gọng bình nước. Vâng, gọng bình nước thì cũng là nguyên zin theo xe đây các bạn nhá. Đều là của Bulltrager. Đây các bạn thấy ạ, Bulltrager RN. Vâng, những cái gọng bình nước chính hãng theo xe thì luôn luôn có một cái giá trị rất là cao các bạn nhá. Giá thành thì khá là đắt đấy ạ. Đó, và nó rất là bền nữa. Và đặc biệt là nó là chính hãng theo xe thì có một cái giá trị rất là tốt đấy quý vị nhá. Dạ vâng, như vậy là vừa rồi thì là Nguyễn Long đã giới thiệu rất chi là đầy đủ tổng thể chi tiết tới tất cả quý vị và mọi người về cái chiếc xe đạp Dodge Carbon thuộc cái phân khúc cao cấp. Cấp mang thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Vâng, đó chính là chiếc Trek, model đó là Emonda SN5 quý vị nhá. Sở hữu cái cấu hình đó là OCLV Carbon 500. Và chiếc Trek này thì nó sở hữu cấu hình đó là khung sườn carbon cùng với lại bộ chuyển động thì Shimano Group Kit 105R7020 chạy phanh đĩa dầu và cặp bánh nhôm nguyên zin theo xe đều là của Bulltrager, chạy bạc đạn cối nổ quý vị nhá. Và nó made in Taiwan cho nên nó đạt một cái chất lượng rất là cao cấp đấy ạ. Đó, và tổng thể các cái phụ kiện thì quý vị thấy rồi. Vâng, từ dàn đầu ghi đông bông tăng, cọc yên, rồi chiếc yên cũng như là cái gọng bình nước đều là nguyên zin chính hãng của xe quý vị nhá. Đó, cho nên là quý vị thấy là cái độ zin của chiếc xe này là vẫn còn rất là nguyên bản đúng không ạ? Đó, theo như cấu hình mà khi xuất xưởng khi người chủ người ta mua xe khỏi showroom ấy ạ. Đó, thì là về cái mức giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Trek Emonda SN5 carbon này là ở cái mức giá là xem 40 triệu quý vị nhá. Và Nguyễn Long xin nhắc lại là Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Trek Emonda SN5 bản đời cao này là ở cái mức giá là xem 40 triệu quý vị nhá. Và quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973126389 ạ. Số điện thoại của Nguyễn Long thì có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Và quý vị khách hàng nào gần thì có thể đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng ạ. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe đi. Đó, khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Đó, và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện ạ. Đó, và Nguyễn Long xin cam kết tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc đó là cái chiếc Trek Emonda SN5 carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhá. Vâng, xin cam kết nếu như quý vị khách hàng phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng fake hay là hàng copy thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long ạ. Nguyễn Long xin cam kết sẽ hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng quý vị nha. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Đó, và kia là cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe thì là Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ bên Nhật về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Trek Emonda SN5 carbon này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.